Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh, hiệu bách bệnh, với sự kết hợp giữa hai hoạt chất, được phòng trừ phổ rộng các loại bệnh hại cây trông như nước thân xì mủ, phấn trắng, thối nhún, sương mai, thối trái, dì sắt, đốm đen, bạc lá, đạo ôn. Quý bà con nên phun khi bệnh vừa xuất hiện, có bách bệnh giúp quý bà con có một mùa vụ bội thu. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.